Bác Tài ơi, em cắn chân cắm cỏ em lạy bác. Bác tha cho con em. Tôi xin mọi người đừng đánh chết con em. Bố mẹ không dạy được thì để dân làng chúng tôi dạy. Đánh cho nó chừa đi. Thôi. Xin bà con đừng đánh cháu nữa. Cháu nó còn dại, ta cứ giáo dục từ từ. Bà con hãy nghe đây, bác Tài đã khoan dung rồi. Bây giờ tôi đề nghị bà con hãy giải tán nhá. Thôi giải tán đi. Khoa, có đau lắm không con? Đi vào, mẹ bôi dầu cho. Sao mà người ta ác thế không biết. Ngần ấy con người mà lao vào đánh thằng bé ra nông nỗi này. Cũng là da là thịt chứ. Mày sai thì phải để về mẹ dạy chứ. Đi mẹ vào đây. Con không sai. Con không hề sai ạ. Thằng kia, lần trước tao đã bảo mày, mày mà còn gây sự nữa thì mày phải đánh tao, vì tao không dạy được mày. Bây giờ mày đánh tao đi. Bố ơi, mày đánh chết bố mày đi. Bố ơi, con xin lỗi bố ạ. Mày mở mồm ra chỉ biết xin lỗi thôi à? Tao còn phải quỳ xuống xin lỗi cả làng cho mày đấy. Đời tao sống ngay thẳng, không chịu quỵ lị ai. Mày về đây mày gây đủ mọi chuyện, mày vừa lòng chưa? Tao đã bảo mày phải lờ đi để sống yên thân cơ mà. Sao mày không dám đánh bố mày à? Bố mày đánh cho đỡ nhục hơn. Con xin bố. Bỏ tao ra, bỏ ra. Từ bây giờ con sẽ lờ đi bố. Con hứa đây. Nhục, nhục quá. Thằng Khoa nhà cô chú thực tình đẩy tôi vào thế khó, chả lẽ lại chấp trẻ con. Nhưng nếu không thì nó lại nhờn. Mà cô chú là cha là mẹ, cũng phải nhắc nhở nó cái khuôn phép, cái gì nên, cái gì không nên. Hậu quả không phải lúc nào cũng gánh chịu được đâu. Dạ, cháu nó còn trẻ lời non dạ. Lỗi là tại chúng em chưa dạy dỗ đến nơi đến chốn. Cảm ơn bác nương tay. Người ngậm thế nào rồi? Đỡ đau chưa? Con đỡ rồi ạ. Có cần phải lên viện chụp chiếu cho nó chắc không? Không cần đâu. Con bị một tí phần mềm thôi mà. Bố ơi, con hứa với bố, từ bây giờ con chỉ tập trung vào chạy gà thôi. Tập trung vào nồi cơm bát cháo nhà mình. Bố yên tâm nhé. Lại có chuyện gì à? Làng này toàn bọn lắm chuyện. Ôi giời, mặc kệ người ta. Mồm chó vó ngựa, đứa nào nói đứa ấy nghe. Bức xúc làm gì? Nhưng mà anh có bịt được hết mồm thiên hạ không? Nghe đây này. Thiên hạ là cái gì? Thiên hạ là rất nhiều người, nhưng thiên hạ thì nhiều khi lại chả là ai cả. Quan tâm làm cái gì? Người ta nói thẳng mặt con, bố bảo con không quan tâm được à? Chuyện gì cũng vậy thôi. Người ta cứ làm ồn ào lên như vậy rồi lại chán ngay ấy mà. Dần dần ấy, người ta quên đi hết. Nhiệm vụ của anh bây giờ ấy là phải tập trung vào cái trại gà. Người ta khinh mình thì mình phải chứng minh là mình không đáng khinh.